Một cái quán buffet lẩu và nướng kiểu Macau ở quận 5 mà thực sự là cực nhiều topping luôn. Phúc chọn sơ sơ mà nhân viên mang ra đồ ăn xong ngợp luôn. Giá chỉ từ 219.000 thôi mà điểm đặc biệt so với nhiều quán buffet khác á, là vé nào các bạn cũng có thể vừa ăn lẩu vừa nướng thịt cùng một lúc luôn. Nhân viên ở đây thì thân thiện khỏi bàn nha. Cái điểm ấn tượng đầu tiên của Phúc là quầy like đồ ăn nhẹ miễn phí tương đối nhiều á, kèm theo trái cây, chè, trà sữa tự chọn nhiều loại topping, kem tráng miệng, thêm một dãy các loại nước sốt thịt nướng và nước chấm đa dạng luôn nha. Tối nay thì Phúc sẽ quyết định review nhà hàng ẩm thực Macau ăn được Phúc quận 5 hay còn gọi là Sida Phúc. Tiếng Hoa thì Phúc hay gọi là sữa tổ phủ chiều lẩu, do cái nhà hàng buffet này thì nằm trên tầng 3 tại địa chỉ 411 đường Trần Đạo, phường 10, quận 5, ngay ngã tư giao với lại đường Châu Văn Liêm nha. Ở đây thì có hai loại buffet, thứ nhất là loại vé 219.000 từ 11 giờ cho đến 3 giờ chiều. Đầu tiên thì mình đi 4 người sẽ được chọn hai loại trên 6 loại nước lẩu, trên 4 người thì các bạn sẽ được chọn 4 loại. Với giá vé này thì sẽ có menu tương đối đủ no như là bò, cá hồi, heo, cá sấu, đà điểu, mực hoa, gà ướp dầu mè, kèm theo một cái menu đậu hũ, mì, bún các loại nấm, hơn 10 loại viên topping nhúng lẩu và 7 loại rau. Tuy nhiên thì còn một cái loại buffet cao cấp nhất ở đây chỉ có giá là 349.000, áp dụng trong khung giờ từ 11 giờ trưa cho đến 10 giờ đêm mỗi ngày. Thôi để Phúc review chi tiết luôn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ được thưởng thức 6 loại nước lẩu kiểu Macau, collagen, chua cay, lẩu nấm Nhật kiểu thuốc Bắc và lẩu Sa Tra, rồi kèm thêm một cái menu bự chảng đặc biệt hơn với lại hải sản như là phi lê và bao tử cá Sa Pa, vây và lườn cá hồi, mực hoa, mực một nắng sa tế hoặc là mực một nắng muối ớt, bạch tuộc, thêm tôm thẻ, thịt cá sấu và thanh cua. Bên cạnh đó thì các bạn còn có các món quen như là heo đến tận 5 loại, bò 6 loại, ăn kèm với lại trứng gà, gà ướp dầu mè, thịt đà điểu hoặc là xiên que thịt nai hay là hồ lô thái. Phúc mê cái menu mà các bạn tự đi lấy ở quầy like được chuẩn bị sẵn như là đậu hũ kia chiên, đậu hũ non, đậu hũ trứng, ăn cùng với lại miếng mì gói hoặc là mì trứng. Ở đây thì có 3 loại nấm như là nấm linh chi trắng, nấm đùi gà và nấm kim châm. Đặc biệt là đồ viên nhúng lẩu hơn 10 món kèm theo các loại rau tươi ăn đã luôn như là rau muống, bắp mì, cải thảo, bắp cải, rau từng ô và cải thìa. Thịt nướng ở đây thì có nhiều kiểu ướp cho nên ăn khá là ok, vị nướng được lót giấy cho nên thịt nướng ở đây không hề bị khét, cho nên đó là một cái điểm cộng bự chảng luôn. Giá ở đây thì chưa bao gồm VAT, không gian thì thoáng đãng mấy lạnh cho nên ngồi ăn phê luôn. Đừng quên nó lại để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon cùng Phúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.